Ô, quý vị rất nhiều. Dạ, ngay bây giờ Tấn Hưng mời quý vị cùng tiếp nối chương trình ngày hôm nay và cùng chào đón khách mời tiếp theo, một nam ca sĩ. Anh đã biểu diễn chuyên nghiệp từ khá lâu rồi và gần đây anh cũng có tham gia quay hình với Hồng Loan, Hồng Ni với những sản phẩm âm nhạc quay hình Tam Ca, Song Ca này kia được rất nhiều khán giả yêu thích trong những thời gian vừa qua. Ngay bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ với tiếng hát trữ tình của nam ca sĩ Huy Sang. Một tràng hỏi tay dành tặng Huy Sang. Và lần đầu tiên cho Huy Sang xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị, bà con Tây Ninh đã yêu thương tất cả anh em ở đây. Một lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Và đã đầu tiên xin gửi đến vị của bài hát đặc biệt trên Thà Trắng Thà Đen, xin vị cùng lắng nghe. Người đã
Dạ, cảm ơn những tràng vỗ tay của cô chú anh chị rất nhiều. Nữa đây. Và một bài hát. Nữa đây. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn cô chú. Và một bài hát nữa, bài này Sang cũng nói chung là cũng mới tập. Bài này Sang đã tặng riêng cho mẹ và cho chị cũng cô, cho những cô ở đây. Bài hát nói về những người con đi làm xa. Bài hát mang tên chung ruột dài ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho dù chữ hiếu mới là đạo công. Cảm ơn những người mẹ ở đây đã sinh ra những người con. Cảm ơn những người mẹ tên rất nhiều.
dành vào tay cô chú anh chị rất nhiều. Sau còn rất nhiều những anh em xin phép tạm biệt cô chú anh chị. Cảm ơn những cành bông bình thường, cảm ơn rất nhiều. Một tràng hỏi tay để cho anh Huy Sang ạ. Hát hai bài thi quá anh Sang ơi. Cảm ơn anh Huy Sang rất nhiều. Những tình cảm của khán giả dành tặng cho anh Huy Sang.